Hello, xin chào các bạn nha. Bây giờ đang là buổi chiều thì hôm nay mình rảnh ấy. Mình sẽ đi tìm tổ chim giá ca nha các bạn. Đó, chim giá ca thì thường thường nó làm tổ ở những nơi có cỏ thấp như vậy. Nó làm tổ trên mặt đất nha các bạn ơi. Như các bạn biết thì loài chim này có họ hàng với chim sơn ca. Đó. Và cái tổ của nó thì tìm khá là khó. Nó làm ở trên mặt đất thôi nhưng mà nó làm rất là kín đáo nha các bạn. Nếu mà tổ nào mà tha mồi rồi ấy thì sẽ dễ tìm nhá. Chim mẹ nó sẽ tha mồi đến và dễ tìm. Còn tổ nào đang ấp trứng thì mình nghĩ là rất là khó nha các bạn. Đó, chim giã ca là loài chim ăn côn trùng nha các bạn. Chim sơn ca cũng vậy. Vừa nãy mình để ý thì thấy chim mẹ bay ở bên kia kìa. Đó, chỗ tay mình chỉ ấy. Lúc mình mới đấy là nó vòng vòng ở đấy nhá. Bây giờ mình sẽ để ý. Nếu mà bây giờ mình đến gần nó ấy, thì nó sẽ bay lên. Nếu mà nó đang ấp ấy, thì tất nhiên là một lúc sau nó sẽ bay lại nha các bạn. Vừa nãy thì mình đã bước qua rồi. Chim mẹ đã bay lên nhưng mà mình chưa xác định được chỗ của nó nhá. Và cái loài chim giá ca này thì nó sinh sản thì theo mình biết thì nó để khoảng 2 đến 3 trứng nha các bạn. Trước mình đã thấy nhiều tổ, có tổ thì có 3 trứng, có tổ thì có 2 trứng. Đây là vườn cà phê vối nha các bạn ơi. Những ngày trước ấy, tức là khoảng 10 ngày trước mình vào đây tưới cà ấy, thì mình đã thấy cặp chim bay đi lại ở đây rồi. Đó, và có những cặp khác đến đây ấy, thì cặp ở đây nó đuổi đi nha các bạn ơi, bởi vì đây là địa bàn của nó. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tiến ra một tí nữa để mình theo dõi nha các bạn. Chắc là chim mẹ cũng gần về rồi đấy, nếu mà có tổ ấy nhá. Các bạn ơi, mình thấy chim mẹ bay xuống cái cây cà kia kìa, tức là cái cây mà ở đằng sau cây này ấy. Rồi, bây giờ mình sẽ ra đó nha các bạn. Đây các bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã tìm thấy đây các bạn. Bây giờ mình sẽ quay vào gần để xem là có gì nha các bạn, có trứng hay là có chim non nhá. Đây các bạn thấy không, à có 2 trứng các bạn ơi, 2 trứng rồi nhá. Sẽ cố quay cho các bạn xem nhé. Đó mà thấy không? Đây chính là trứng chim giá ca nhá. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ sửa lại nha các bạn. Đây chính là trứng chim giá ca. Mình không biết là nó có khác trứng chim sơn ca không, bởi vì ở nơi mình không có trứng chim sơn ca nha các bạn. Đó, 2 cái. Thì mình có tổ thì 2 cái như thế này là ấp rồi nha các bạn, chim giá ca ấy. Và có tổ thì 3 cái trứng mới ấp nhá. Mình đã thấy tổ có 3 con non thì tất nhiên là tổ đó sẽ có 3 cái trứng nha các bạn. Mình không biết là đã ấp chưa, nhưng mà như vừa nãy chim mẹ ấy, nó tìm cách bay đến ấy, rồi mình gần đến nó lại bay lên ấy, chắc là nó về ấp rồi đấy các bạn. Rồi mình nghĩ là chỉ có một tổ nữa nha các bạn. Đó, bởi vì ấy là chim thì nó sẽ có địa bàn riêng của nó nhá. Ví dụ như là một cặp chim giá ca
tức là hai cặp chim da ca nó không thể làm tổ gần nhau nha các bạn. Đó, nó có địa bàn riêng, và nếu mà làm tổ gần nhau thì nó sẽ, tức là nó sẽ tranh giành lãnh thổ nha các bạn nhé. Đó, cho nên mình nghĩ là chỉ có một tổ đó mà thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới này, trong lô cà vối, để mình tìm tổ huyết cô nha các bạn, với tổ chim bông lau. Mình thấy hai loài chim này hót khá là nhiều ở lô cà vối dưới này. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm, và trong khi tìm thì nếu mà thấy thì mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp nhé. Đó, các bạn thấy không? Chim huyết cô hót rất là nhiều ở đây nhá. Nhưng mà để tìm được tổ của nó không phải đơn giản nha các bạn. Khi nào mà nó tha mồi ấy thì sẽ dễ tìm hơn. Nó hót rất là nhiều luôn. Mình tìm tới đây thì đây có một tổ chim này các bạn. Bây giờ mình sẽ lên quay xem là tổ chim gì nhá. Đây các bạn ơi, biết có gì không? Đây mình nghĩ là tổ chim bông lau các bạn ơi. Tổ này đang làm nhá, đang còn rất là mới. Gặp tổ nó đang làm thì mình sẽ tránh xa nhanh nha các bạn. Không thì chim mẹ nó sẽ không tha rác tiếp đâu. Vâng các bạn ơi, mình tìm ở đây cũng khá là lâu rồi và mình không thấy thêm tổ chim nào đâu nhá. Nó có mấy con họa mi bát vàng hót đây rất là nhiều nhưng mà mình nghĩ là cũng chưa có tổ đâu. Rồi, và video của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.